Em chào tất cả các bác ạ. Bên em bao ship đơn hàng từ 200.000. Củ bình vôi thì nhà em vẫn còn các bác nhé. Đây là bình vôi trắng. Cái này các bác có thể vừa làm cảnh vừa làm thuốc được. Nếu mà các bác có chậu thì mình có thể trồng vào chậu, hoặc là nếu mà mình không có chậu mình có thể trồng cạnh bờ rào ấy, cho nó leo lên theo bờ rào cũng được các bác ạ. Cái này thì củ bé bé thì nó tròn thế này. Còn nếu mà củ to ấy thì nó sẽ không được tròn đâu các bạn, tại vì cái này nó mọc ở trên núi đá ấy, nó những cái hốc đá ấy, cái hốc đá mà có tí đất nó mọc lên ấy thì lớn lên thì nó sẽ biến dạng theo những cái khe đá đấy, cho nên nó sẽ không tròn. Có củ bé này tầm khoảng 2-3 cân cũng có, mà củ to trên 10 cân cũng có. Hôm nay thì em có một củ 15 cân cơ, đấy, rất là to. Thì em đang bán là 13.000, à quên, em đang bán là 30.000 một cân các bạn, 30.000 một cân. Làm thuốc thì bác phơi khô để sắc nước uống này. Thì cái này thì không phải là mình sắc nước thì nó sẽ chết củ đâu các bác, cứ cắt từng bên một đấy, cắt từng bên một thì cây nó vẫn phát triển bình thường. Nó có tác dụng chữa mất ngủ này, đau dạ dày, rất là hiệu quả luôn. Ở đấy là cái củ bình vôi các bạn. Nói chung là về dược liệu thì nhà em có củ bình vôi, hoặc là các bác mật ong khoái thì nhà em vẫn có ạ, có mật ong khoái 330.000 một cân bao ship. Cái này là mật ong khoái đầu mùa, cái này em lấy đầu mùa các bác nhé, có hả? Đây 330.000 một cân. Mật ong khoái thì trên trong rừng nó sẽ có mật ong rừng này, mật ong khoái các bạn. Mật ong rừng thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Mật ong khoái thì nó giá của nó cao hơn một chút. Cái này thì một cân là 330.000. Một cân của nó thì vẫn chưa chưa được 1 lít đâu các bạn. Các bác dùng mật ong thì có thể là rất là nhiều tác dụng luôn. Nó là một trong những cái thuộc vào những cái kháng sinh tự nhiên ấy, kháng sinh tự nhiên thì có trong đó có mật ong này, có tỏi này. Các bác có thể ngâm tỏi với mật ong. Tỏi với mật ong ngâm tầm khoảng 1 tháng là dùng được. Nó không không tỏi nó không cay đâu các bạn. Các bác ngâm cho bé uống ấy, ngâm cho bé uống để tăng sức đề kháng, hoặc là bé mà có bị ho ấy, các bác ngâm mật ong cho bé uống ấy. Thì nếu mà đối với tỏi thì ngâm tầm khoảng 1 tháng là dùng được. Khi mà mình ngâm được tầm 1 tháng thì nó không còn cay đâu các bạn. Nó không cay nữa. Thì tỏi nó không cay nữa đâu. Thì lúc mới ngâm thì nó cay thôi, nhưng mà ngâm được tầm 1 tháng nó không cay. Thì mình có thể rửa trẻ bị viêm họng hoặc bị ho ấy, nhẹ thì mình có thể cho uống thì tác dụng rất là tốt. Và với trẻ trên 1 tuổi thôi, còn trẻ dưới 1 tuổi thì không không dùng mật ong các bác nhá, không được dùng mật ong đâu. Còn về phân thuốc cho hoa lan thì nhà em vẫn có đầy đủ các bạn. Nhất là lưới đài, em giới thiệu với các bác về lưới đài. Lưới đài thì nhà em có lưới đài dệt kim này. Lưới đài dệt kim có khổ 2m, 3m và 4m. Khổ 2m là 28.000, 3m là 40.000, 4m là 55.000. Cái giá này là giá mét dài các bác nhé. Có nghĩa là một khổ 2m 28.000, tức là 28.000 là 2m vuông đấy ạ. Còn chiều dài thì các bác lấy bao nhiêu thì sẽ cắt bấy nhiêu. Lưới Nhật bãi thì hiện tại nhà em đang có tấm vá nhiều và vá ít. Tấm vá nhiều là 130.000 một tấm và tấm vá ít là 160.000 một tấm. Lưới Nhật thì khổ của nó là rộng 1m8, dài 5m1. Lưới đài thì nhà em có hai màu, đó là màu xanh và màu đen. Đấy, cả ba khổ đều có hai màu. Phân hữu cơ thì nhà em vẫn có phân chuồn quế này, chuồn quế là một chuồn quế Vmix là 45.000 một cân, còn Vmix Pro là 50.000 một cân. Ngoài ra có bao vec BB, cái này là 35.000 một cân ạ. Phân GRD. GRD thì một cân của nó là 30.000. Cái này là em đong từ bao 25 cân. Phân hữu cơ Ben 1 ạ. Phân Ben 1 hộp một cân là 55.000, còn Ben 3 thì một hộp 5 lạng là 40.000. Ben hộp một cân thì em còn có bao 10 cân, Ben bao 10 cân là 470.000 một bao. Các bác lấy nửa bao là 240. Đây là Ben các bạn. Túi lưới đựng phân là 10.000 một lạng. Túi lưới đựng phân cái này. Cái này nó có giãn các bạn. Nếu mà các bác mà lấy thấy túi lưới mà nhồi hơi khó khăn thì mình có thể chọn sang túi lọc. Em có túi lọc trà. Túi lọc trà này thì kích thước của nó là 7x9, chiều rộng là 7cm và chiều cao là 9cm. Túi lọc này thì một túi này là 100 cái. 100 cái 35.000, các bác có thể lấy nửa túi cũng được. Cái này thì vừa đựng phân hữu cơ, phân vô cơ đều được.
Bác nên mua túi này, đừng có mua túi nhỏ quá. Nó còn có một loại túi nữa là kích thước 5x7. 5x7 thì rất là bé các bạn. Cái đấy các bác chỉ để được phân vô cơ thôi, phân tan chậm thôi. Còn các bác để phân hữu cơ thì rất là khó nhét và nó được ít lắm. Không 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 đâu. Các bác nên chọn cỡ này. Hợp lý lắm. Vừa hợp lý. Cái này thì phân còn phân tan chậm thì em có phân chì nhật ạ. Chỉ số là 14 13 13. Cái này là 120.000 một cân. Phân xanh Mỹ chỉ số là 16 6 12 140.000. Phân vàng Mỹ chỉ số 14 đều 150.000 ạ. Phân trắng nhật chỉ số là 10 là 6 40 6 cộng 15 15. Cái này là 220.000 một cân. Phân trắng nhật thì bón mùa này thì rất là hợp lý ạ. Tại vì mùa này thì là mùa này thì đang mùa mưa ấy, mưa nhiều cho nên là cây nó thối nhũn rất là nhiều, thì các bác bón lân cao thì nó sẽ giúp cây cứng cáp hơn, ít bị bệnh tật hơn ạ. Bón lá chung vi lượng cam bi nhật 20.000 một gói. Hormone tăng trưởng thì nhà em có super thai, cái này là 120.000. Ridomingon ạ, Ridomingon là 55.000 gói 100g. Kinkinbun là 25.000. Đấy là trồng thối các bạn. Trồng thối thì nhà em còn có Ngọc Linh. Ngọc Linh nó là một lọ này là 250ml là 95.000. Đấy, sản phẩm này thì an toàn. An toàn cho con người cũng như là những sinh vật thủy sinh. Cho nên là các bác muốn chọn một sản phẩm chống thối nó an toàn thì mình nên chọn Ngọc Linh này. Dưỡng chất AB, dưỡng chất AB thì là 70.000 ạ, còn chế phẩm Hồ Nguyễn là 25.000. Các bác chế phẩm Hồ Nguyễn các bác lấy từ 10 lọ là 220.000 ạ. Phân bón thông minh Zinan. Zinan thì một lọ như thế này là 170.000, lọ của nó là 1,25 cân. Ngoài ra thì lọ bé em vẫn có, lọ bé này là 25.000, 150g. Siêu lân đỏ là 25.000 ạ, Phi san lạnh 55.000, an viên trị dỉ sắt đốm lá 40.000, Movento trị dẹp 110.000. Đấy, giải độc chống sốt cây cảnh có B12 25.000, Ami Green là 40.000, đạm cá 50.000 ạ, Bencona 25.000 100ml, dây cuộn dây buộc lan có cuộn này 50m này, 50m 25.000 ạ, còn cuộn to thì là 40.000 ạ. Bộ tứ phân cả Úc bao gồm có Siso, Acerot, Power Fit, All Home, cái này là 25.000 một lọ. B1 Thái có lọ 100ml 25.000, lọ 1 lít là 140 và lọ 500ml là 85.000. Chậu thì nhà em vẫn có đầy đủ các bác nhá. Chậu mẫu chậu đen ạ, mẫu chậu đen có phi 16 là 3.000, phi 18 là 3.500, phi 25 là phi 25 đây. Chậu phi 25 là 10.000 ạ, chậu phi 28 là 13.000. Mẫu chậu sen, chậu bí, chậu nan thẳng thì nhà em vẫn có nhá bác nhá. Chậu sen ạ, chậu sen thì mỗi chậu sen thì nhà em có phi 20, 25 và 30. Mỗi chậu này thì có giá là 10.000, 13.000 và 21.000. Giữa chậu 25 và chậu 30 thì nó lệch nhau giá khá là cao. Còn mỗi chậu bí ạ, mỗi chậu bí thì nhà em có phi 20, 25 và 30. Giá là 10.000, 12.000 và 16.000. Cái túi lọc túi lưới đựng phân thì nhà em có, à quên, em nói nhầm đấy ạ. Túi lưới lót chậu thì nhà em có hai loại, đó là loại bé và loại to. Loại bé thì cho từ phi 25 trở xuống và loại to từ 30 trở lên. Nhưng mà nếu mà các bác muốn lót thoải mái ấy, thì mình có thể chọn loại to này từ 25 trở lên cũng được. Cái này thì 10.000 một lạng. Loại bé 10.000 sẽ được 14 cái, còn loại to 10.000 là 10 cái. Mẫu chậu nan thẳng thì nhà em có phi 20, 25, 20, 25, 28, 30 và 35. Mẫu chậu nan thẳng này thì cũng là nhựa HD các bạn. Mẫu chậu nan nhà em đều là nhựa HD. Mẫu chậu phi 20 là 6.000, phi 25 đo thực tế được có 23 thôi. Mẫu chậu này là 7.500 một cái. Còn phi 28 là 11.000, phi 30 cũng 11.000 các bạn. Còn phi 35 thì là 17.000. Đấy, hai cái mẫu này thì giá của nó cỡ của nó lệch nhau một ít nhưng mà giá của nó là giống nhau. Em nhập thì giá nó giống nhau. Vỏ thông thì đang có số 1, vụn giải mặt 9.000 một cân, các bác lấy từ 10 cân thì là còn 8.000 ạ. Số 3 là 17.000 một cân. Đấy, phân trâu khô ạ, phân trâu khô là 18.000 một cân. Đấy, em cảm ơn tất cả các bác đã xem video ạ. Các bác mà cần những loại nào thì các bác liên hệ ủng hộ em.